Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phong Vũ Official. Việc sở hữu cho mình một cái màn hình rời ở thời điểm hiện tại thì không phải là một cái điều gì đó nó quá khó khăn, bởi vì giá hiện tại của nó đang khá là rẻ rồi. Chỉ cần 2-3 triệu đồng thôi là các bạn đã sở hữu cho mình một cái màn hình rời có thể phục vụ tốt cho mình những cái công việc làm việc văn phòng một cách rất là thoải mái. Tuy nhiên, để mà chúng ta chọn cho mình một cái màn hình để làm đồ họa thì nó lại là một cái vấn đề khác. Và video lần này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tip để chúng ta chọn những cái màn hình đồ họa này phù hợp với nhu cầu của bản thân mình nhất. Chi tiết như thế nào thì các bạn hãy cùng mình tìm hiểu video lần này nhé. Bắt đầu intro thôi. Ngay từ đầu video thì mình cũng đã nói với các bạn rồi, màn hình ở thời điểm hiện tại nó đang có mức giá rất là đa dạng và trải dài rất là nhiều những phân khúc khác nhau, ví dụ như là từ phổ thông cho đến cao cấp. Chỉ cần 4-5 triệu thôi là các bạn đã có một cái màn hình làm đồ họa rất là thoải mái rồi. Nhưng mà để lựa chọn cho mình một cái màn hình làm đồ họa phù hợp thì nó sẽ dựa trên rất là nhiều những cái tiêu chí khác nữa. Tiêu chí đầu tiên có thể kể đến đó chính là về kích thước. Và các bạn cũng biết, tất cả những sự vật hiện tượng ở trên thế giới này nó đều vận hành theo cách là kích thước lớn là ok. Tuy nhiên, kích thước lớn ở màn hình làm đồ họa thì cũng chưa hẳn và nó chưa phải là 100% vấn đề đâu. Bởi vì kích thước chuẩn nhất cho màn hình làm đồ họa theo như trải nghiệm của mình nha, thì nó sẽ từ 24 cho đến 27 inch thì nó sẽ là chuẩn nhất. Bởi vì với cái kích thước này thì các bạn sẽ có thể là bao quát tất cả những chi tiết nhỏ nhất ở trên màn hình, và kèm theo đó là các bạn sẽ có thể dễ dàng kéo nhiều tab khác nhau và dễ dàng quản lý nó trên cùng một cái phần màn hình. Có nhiều bạn rất là tham lam. Những bạn tham lam là các bạn thường hay chọn những cái màn hình có kích thước cực kỳ lớn nha, ví dụ như là 28 inch hay kể cả là 32 inch. Tuy nhiên thì độ phân giải nó lại không cao, nó tỷ lệ nghịch với lại kích thước màn hình, nên khi mà các bạn làm đồ họa thì nó rỗ cực kỳ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tiêu chí số 2, đó chính là về độ phân giải. Độ phân giải của màn hình làm đồ họa tối thiểu ít nhất thì nó cũng phải là Full HD trở lên. Bởi vì với những cái màn hình mà nó có độ phân giải là HD hay là HD cộng thì thật sự các bạn làm đồ họa nó sẽ rất là tệ, và kèm theo đó là nó giống như là một cực hình vậy đó. Và nếu như mà các bạn có những cái điều kiện cao cấp hơn, chúng ta có thể chọn những cái màn hình có độ phân giải 2K, 4K thì quá là tốt thôi, chứ có vấn đề gì đâu. Yếu tố số 3 đó chính là về giải màu. Với giải màu thì các bạn sẽ được xác định bằng những đơn vị, ví dụ như là phần trăm sRGB nè, phần trăm Adobe RGB hay kể cả là phần trăm DCI-P3. Với Adobe RGB thì nó sẽ là giải màu rộng và sRGB thì nó sẽ là giải màu hẹp. Với dân làm thiết kế đồ họa thì theo ý kiến của mình, các bạn nên chú trọng vào cái phần đó chính là phần trăm của Adobe RGB. Bởi vì Adobe RGB nó chính là một cái giải màu rộng, nên thành ra khi mà các bạn làm đồ họa, cái độ chuẩn màu và kèm theo đó là về cái sự gọi là chi tiết nhất thì Adobe RGB nó sẽ hiển thị một cách tốt hơn. Nên nếu như mà các bạn mua màn hình đồ họa thì các bạn nên chú trọng vào cái phần trăm Adobe RGB này. Tiếp theo đó chính là về độ chuẩn màu. Độ chuẩn màu thì nó sẽ được xác định bằng cái đơn vị đó chính là Delta E. Với Delta E càng bé thì độ chuẩn màu của màn hình các bạn nó càng cao. Ví dụ như Delta E bé hơn 2 thì nó sẽ là chuẩn nhất. Ví dụ như là Delta E 1.1, 1.2, 1.3 thì với những cái Delta E rất là bé như thế này thì cái độ chuẩn màu của màn hình của các bạn nó sẽ rất là cao. Nên khi mà khách hàng gửi cho các bạn một cái file render thì nếu như mà các bạn nhìn trên một cái màn hình nó có Delta E bé hơn 2 và cái Delta E này càng bé thì độ chuẩn màu khi mà chúng ta in ra thành phẩm nó sẽ không khác biệt quá nhiều. Chứ nếu như mà Delta E của nó lớn hơn 2 thì thật sự các bạn in ra giống như là một trời một vực vậy đó. Yếu tố tiếp theo đó chính là chúng ta nên ưu tiên những cái cổng kết nối mới, và kèm theo đó là nó xuất được những cái màn hình với độ phân giải cao, ví dụ như là 4K hay kể cả là 8K. Thì chúng ta nên ưu tiên những cái màn hình nó xuất được những cái chuẩn màn hình giống như thế này. Bởi vì với những cái màn hình làm đồ họa cũ thì chuẩn kết nối của nó chỉ là DVI thôi, nên thành ra thứ nhất đó chính là nó sẽ khá là kén khi mà các bạn kết nối với các thiết bị khác. Và ngoài ra đó chính là nó sẽ xuất hình với độ phân giải nó không có cao lắm, nên thành ra chúng ta nên lưu ý cái vấn đề này các bạn nha. Và cuối cùng đó chính là về giá thành. Giá thành của những cái màn hình làm đồ họa ở thời điểm hiện tại thì nó cũng rất là dễ để cho các bạn có thể tiếp cận rồi. Chỉ cần khoảng là 4-5 triệu thôi là các bạn đã có thể sở hữu những màn hình, ví dụ như là Asus ROG BA247CV nè, hay kể cả là các bạn có thể sở hữu những cái màn hình Dell UltraSharp thì nó sẽ có mức giá cao hơn một xíu, khoảng đâu
đâu đó là loanh quanh 5 triệu đồng. Thì với những cái mức giá này thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng tiếp cận rồi. Nên thành ra các bạn chỉ cần lựa chọn nó phù hợp với nhu cầu và sở thích của các bạn nhất. Nếu như mà các bạn thích một cái sự mạnh mẽ thì các bạn có thể chọn Acer Rock. Còn nếu như mà các bạn thích một cái sự tinh tế sang trọng thì các bạn có thể chọn Dell Ultrasharp thì nó sẽ phù hợp hơn. Và đó chính là những tiêu chí khi mà chúng ta chọn mua màn hình làm đồ họa. Tất nhiên là những tiêu chí này nó sẽ dựa trên những cái nhu cầu chung thôi. Còn nếu như mà nhu cầu chi tiết của các bạn làm như thế nào thì nó sẽ còn có nhiều cái tiêu chí bé hơn nữa. Nên thành ra chúng ta sẽ lựa chọn sao cho nó phù hợp với nhu cầu của mình nhất thôi là được rồi các bạn. Còn các bạn cảm thấy là những cái tip này như thế nào thì các bạn hãy để lại bình luận ở phía dưới phần comment nha. Và đừng quên là để lại cho tụi mình một like và một subscribe nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.